trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đây, thưa cô bác ạ, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã đi mua dê là về tới gần đến nhà của em Quân rồi cô bác. Đường đi khó khăn quá cho nên là cháu Lực cũng không có ghi hình lại. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc tới tất cả các bác anh chị và khán giả đang theo dõi trên kênh bạn em. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây, từ từ cô này nghỉ đã, mở tay quá. Ôi, mấy dê này thì là dê mà người ta bán để mình làm giống của bác ạ. Chú Quân xin mến chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Không biết là hôm nay mình về tới nhà thì ông với lại bà thì đã ở nhà chưa? Nha. Vâng. Đi từ đoạn kia vào thì mấy anh em không có lấy được xe máy để mà chở vào các bác ạ. Dùng bằng khiêng thì cũng rất là nặng. Đấy, một tí nữa thì cháu Lực sẽ nói về cái phần dê này là bác nào gửi cho em Quân của bác nhá. Đấy, trong khoảng thời gian vừa rồi thì nếu mà các bác theo dõi được ấy, cháu Lực cũng nói lên khá là nhiều lần rồi. Các bác cũng đã biết rằng là bác nào gửi rồi. Đấy, bây giờ thì anh em mình tiếp tục đi thôi nhỉ. Từ từ nhá. Này độ tầm được 30 cân không nhỉ? Chắc phải hơn 30 cân đấy nhỉ? Nào. Để đấy đã. Chưa có lên phút từ bè mà. Bỏ bỏ cây ra đi. Bỏ bỏ cây ra đi. Nghe tiếng kêu có vẻ thảm thiết quá cô bác ạ. Đi Quân đi tìm dây đi. Tìm dây về buộc cổ nó rồi thì cho vào chuồng. Vậy bẻ hiếu thì chắc là cũng vừa đi chơi về sao cô bác ạ. Ở dưới kia kìa, thời tiết hôm nay thì có vẻ như là lạnh hơn một chút. Thấy là em khoác trên mình là một cái áo màu hồng hồng, chạy tung tăng tung tăng. Khai mà hiệu nó mà lỡ ạ. Hiếu đi đâu về đấy? Hả? Ra đây nhanh lên. Anh Hiếu thì chắc là ra bên nhà hàng xóm ở bên kia chơi về cô bác ạ. Chắc là bên kia có bạn á. Đấy. Nào Hiếu. Hiếu à. Này lấy cây đuổi gì ấy? Đuổi chó à hả? Không đuổi nó đâu. À không phải cô bác ạ. Là trong chó để không cho nó sủa cháu Lực ấy. Tại vì là mỗi lần cháu Lực xuống thì thấy chó nhà em Quân sổ khá là nhiều. Đây là một táo ấy. Đấy, bây giờ thì phải làm cái vòng cổ cho con dê đã. Rồi thì lúc mà đi chăn thì mới
dùng dây để mà buộc được. Loại dê này thì cũng là mua dê ở bản đấy cô bác, cho nên là nó cũng không có là gọi là làm sợ rằng là người ta cho ăn cám đâu. Dê này thì cũng là dê giống, đây là một con cái với lại một con đực luôn cô bác ấy. Hôm nọ thì ở dưới nhà của hai ông bà cụ mà sống biệt lập với cô bác thì cháu Đức cũng đã mua một con dê, mua lên con nhỏ như thế này. Và hiện tại thì thấy là ông bà cụ kia chăm thì cũng lên khá là lớn luôn. Bố ở lại đây, có ở đây. Có thể nó luôn sọt cho nó. Luôn mơ. Bố luôn. Nên là chắc phải đi mua thêm dây dài đấy quân nhỉ. Ô. Bước ở sân máy nó tì ra ba pháo phương chiếc hôm nay rồi hâm mà. Phải phút. Chíu, có đi chăn được dê không? Hả? Hả? Có đi được không? Hay là không có được đâu nhỉ? Đấy, dê thì hiện tại là ông với lại em Quân là đang làm thêm cái vòng cổ để mình đi chăn dê thì nó mới dùng cái dây để mà buộc được cô bác. Đồ máy bác thiên. Đồ máy bác thiên mà thảo bác thiên đi. Bác thảo còn chiếc nó hấp ảnh anh. Con đực này có vẻ là nó nhỏ hơn con so với con cá một chút nhờ. Đấy, nhưng mà nhìn thấy dê là vẫn rất là khỏe mạnh cô bác nhá. Cũng chọn lựa rất là kỹ rồi thì mới mua được đấy cô bác, giống dê hiện tại ấy. Vâng ạ. Ở đây thì dê nếu mà để mà dê thịt với lại dê giống thì dê thịt thì người ta sẽ bán rẻ hơn, còn dê giống thì người ta sẽ bán đắt hơn. Cái quần quần với ông vật thì còn không bằng sức dê đâu cô bác ạ. Nhưng người má. Phụ, yếu ở e ha, ối cô cho phải vô mà nhiều. Ừ, nó có tốt phải không? Đấy, bây giờ thì lại có thêm một cái cặp dê nữa thì lại lấy cỏ nhiều hơn đấy quân ạ. Như con dê của ông với bà cụ ở bên kia mà cháu Lực cứ nghĩ rằng là tầm 1 năm thì mới có thì nó mới chở được đấy cô bác, nhưng mà chỉ trong vài tháng thôi. Tại hôm nọ thì cháu Lực lên thì cũng đã gọi là chở được một tháng rồi. Đấy, thì nếu mà nhà Quân mà đi chăn dê thì là lên trên cái chỗ mà góc cái chẩu trên kia nhỉ? Vâng. Trên kia hay buộc dê ở trên đấy. Vâng. Vì là trên kia là cháu được nhìn thấy là nó có cái cỏ mà nó rất ngắn đấy. Chúng bá một chỗ, chúng phải lúc chảy có ai mới ở chôn kịp chôn khát đi phương không hơn đấy còn mà tốt. Cái đầu tốt này à? Ở vắt tốt phai mà nào? Hả? Mình vắt tốt phai à? Mấy mặt xử lý tốt phai. Hả đây một chỗ phải ngắm của mà phương hốt đấy còn mà. Thấm đây mà.
chúng chốt ra cái ok ngăn chụp chỗ này mới chụp chỗ cầm chế đây rồi phải chúng có phải không vậy còn bên kia là con đực còn con phía bên này là con cái của bác bây giờ thì lấy buộc buộc tạm cho nó vào đâu đó đấy hả học những chỗ này phúc phúc à bác cái này cái này đây à cái này gì cả đi sắp bị phúc rồi có mấy chồng li lưu máy à chết chết bị chui này 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 nó học đây à là thúc cho mơ hơn đấy bây giờ thì còn khá là sớm một bác ạ cho nên là lấy dê để ra bên kia để mà buộc buộc ra bên kia một chút đã anh nhau vào phải à Bi đấy Bi à đấy đi đi Hiếu đấy đấy dê này chưa lấy buộc bao giờ cô bác cho nên là nó còn có vẻ như chưa có thuần thuộc máy độ tầm mà chắc được tầm một tuần nữa thì nó sẽ thuần thuộc nhiều hơn ấy nó còn nằm luôn ở đây này nó còn nằm luôn rồi này này mình chưa buộc bao giờ ấy em cứ đi đi đấy mày nếu mà buộc quen rồi thì ui rồi khá là khỏe đấy con được hả à, con được hay con cái khỏe hơn con cái khỏe hơn đấy cái khỏe hơn à con cái thì nó sẽ to hơn cho bây giờ cứ lấy thả nó đi cứ lấy thả nó đi mình trong nó thì cứ lấy thả nó đi đấy nó đang ăn cỏ rồi này đấy cứ thả cho nó ăn cỏ một lúc đã cái dây này thì phải gạ người ta mái thì người ta mới bán cho đấy cô bác người ta cũng không có nỡ bán những cái giống dê cái này cho là lắm cả Hiếu có biết chăn dê không hả có biết đi chăn dê không có bảo đi có ạ bảo đi hả mày Hiếu thì có vẻ như là rất là ít nói của bác và rất là lì ôi cái loại cỏ đấy nó cũng ăn đấy nhở loại cây này có nhiều đấy nó ăn rất là tốt này cô bác này nó không có bị biếng ăn chút nào cả dê này thì lấy về từ từ hôm qua rồi đấy nhưng mà đến hôm nay thì cháu Lực mới cùng em Quân là nên đi lấy về đến tận nhà của em Quân hãy cố gắng độ chăm thêm nó vài tháng là nó sẽ lớn hẳn đấy nó sẽ lớn hẳn hãy chạy ra bên kia rồi hãy đi đi em kia đi không cần đi em đi đâu bên kia hãy đi đi theo bên nó đi đấy đi đi ra đầu bên kia không là tí nó chạy xuống dưới đấy, về cái khoản phần mua dê này thì là bác Thảo Đố gửi cho cháu Lực để mà mua dê cho em Quân các bác ạ, mua một cặp dê, một đực một cái. Hiếu đi ra kia đuổi nó đi. Đây cùng em Quân thả chăn dê một lúc đã, rồi thì đến lúc mà về tới nhà thì cháu Lực sẽ nói về cái phần khoản tiền dê mà đã mua hết đi bao nhiêu rồi cô bác nhá. Hôm nọ thì bác Thảo Đố gửi cho anh là 6 triệu là bây giờ vẫn chưa mua hết đâu đấy. Chắc là mình phải đi mua thêm một con nữa. Con mà hôm nay anh em mình đi xem kia đấy. Ngày mai thì chắc là ra ngày mai thì sáng sớm lên thì anh em mình lại đi chở tiếp. Vậy
chiều chiều này thì chỗ nào mà chưa có trồng ngô dầu đậu của bác này, chỉ có thả thế này xong là đi theo nó thì cũng được. Cái dê mới cho nên là bắt buộc là phải buộc dây vào, không buộc dây là tí nó chạy là đuổi không kịp nữa, không kéo được ấy. Đây, lấy dê về đến nhà thì cảm giác là như thế nào? Thấy vui không? Em vui ạ. Đây, phần này là phần bác Thảo Đố là mua cho nhá. Vâng ạ. Đây, vừa rồi thì anh cũng nói đấy, ngày mai thì anh em mình tiếp tục đi xuống nơi kia xem nốt con kia nữa để mà về. Vâng ạ. Đấy, mua cho nó hết cái khoản mà 6 triệu đấy thì thôi. Vâng ạ. Đấy, hiện tại là vẫn chưa có hết đâu. Vâng ạ. Đi theo em Quân này mà đi chăn dê một chút cô bác. Quân thì có vẻ như là lần đầu tiên mà có cái cảm giác mà được đi chăn dê, được các bác là gửi phần quà cho. Quà thì các bác gửi cho rất là nhiều rồi, nhưng mà về cái khoản mà phần mà dê này thì chưa có bác nào mà giúp đỡ cho em Quân. Con cái này chạy đi, con đực cứ chạy theo. Cái chạy đi là được chạy theo rồi à? Vâng. Thì anh em mình chỉ có ở xa xa mà nhìn đi, nhìn nó. Vâng. Nó ăn cỏ lúc ấy thì lùa về xong là buộc, xong là ngày mai thì tiếp tục anh em mình tiếp tục lại đi lấy thêm một con kia nữa về. Vâng. Chạy ra tí kia rồi có bác này, dê thì vẫn còn rất là khỏe mạnh. Trong dê nó bị làm sao ấy thì là bảo với anh nhá. Đó. Để con biết mà đi mình đi mua thuốc về. Đấy, nhưng mà nhìn thấy dê như này thì chắc là không có bị vấn đề gì cả. Đó. Dê thì nếu mà mình đi ra chợ mua đấy thì người ta hay bán là dê thịt ấy. Đó. Thì nó sẽ giá rẻ hơn. Còn anh em mình đi mua dê anh em mình đi mua dê giống này thì giá nó đắt hơn. Đó. Bé Hiếu thì cũng đi theo anh Quân để mà đi chăn dê này, nhưng mà không biết là có đuổi kịp theo dê không. Nó đi tận đâu rồi? Đây. Nó đang ăn cỏ. Đang ăn cỏ thôi kia đúng không? Vâng. Thế bây giờ lại vừa lấy cỏ cho dê, lại vừa lấy cỏ cho bò đấy. Vâng ạ. Rồi. Khi mà em Quân được các bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ như này thì độ tầm sau 1 năm sau thì chắc chắn là cái cuộc sống của em sẽ thay đổi đi sẽ thay đổi nhiều hơn. Đó. Em có muốn gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố không? Em có. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà đã gửi tiền để mua dê cho con. Con rất vui khi bà đã gửi tiền mua dê cho con. Con chỉ biết cảm ơn, con không biết nói gì nhiều. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, sang năm mới luôn thành công trong cuộc sống ạ. Vậy ở đây thì các bác gửi tiền cho các em ấy, chứ không các bác không phải là thừa tiền mà gửi cho các em cả. Đó. Ở đây thì các bác yêu quý các em bao nhiêu, yêu quý em bao nhiêu thì bác mới gửi cho các em. Đó. Tiền thì đồng tiền thì khi mà đi kiếm thì cũng rất là khó khăn. Đấy, em cũng hiểu được rằng là những lúc mình đi làm thuê ấy, làm cả ngày thì mới được có 100.000. Đấy, các bác thì ở bên nước ngoài thì có vẻ là có thể là kinh tế các bác ổn định hơn một chút thì các bác mới giúp đỡ được các em. Đấy, các bác giúp đỡ các em thì cũng mong sao là các em là cuộc sống các em thay đổi đi. Tại vì các bác cũng đã từng trải qua rồi, các bác hiểu được cái cảm giác và cái cảm xúc và cái cuộc sống hiện tại của các em ra làm sao. Đó. Thì các bác mới giúp đỡ các em. Đó. Dê này thì mình có dây rồi ấy, thì mình có thể là buộc nó dài dài ra một chút. Đó. Hiếu đi ra bên kia đi, đi ra đầu bên kia xem dê đi, đi 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 đi. Đấy, đi ra đầu bên kia xem dê, đi thôi. Như Quân thì đi nhìn thấy dê của nhà ông cụ ở bên kia chưa? Rồi ạ. Thấy rồi à? Vâng. Thấy dê của nhà ông cụ thì
đã chở được 1 tháng rồi đấy. Dê thì nó chở được tầm 4 tháng là nó đẻ rồi. Đấy. Như anh nhà Quân thì có một con dê đực, một con dê cái thì khi mà đến lúc nó chở ấy các bác, thì đến lúc mà cần nó cần lấy giống ấy thì không phải đi đâu để mà mình đi xin giống nữa. Như nhà của ông cụ bên kia thì hiện tại là có mỗi một con đấy, cho nên là vẫn phải đi xin giống. Đấy, nhưng mà trong thời gian nữa thì là cháu Lực sẽ tiếp tục là đi mua cho ông bà cụ thêm là một con dê đực nữa các bác nhá. Dê mình mua về làm giống thì cũng không phải là mua dê về quá to cả. Mình mua dê mà nó chưa đẻ lớn nào ấy. Đấy. Thì mình chăm sóc từ đầu đi thì nó sẽ giống đúng cái dê giống hơn. Cắm một tóc tóc từ rồi. Yêu à. Để ném cái mạ về. Đấy, bây giờ thì thấy cả chó cũng lên trên này đấy, chó của nhà Quân đấy. Có vẻ như chó còn sợ dê đấy nhỉ. Một khả ra hả? Mà này á tổ, mà này á tổ mà. Đấy, lại đi rồi, rất là tình nghịch của bác cả bé Hiếu ấy. Ông với bà thì vừa rồi nhìn thì cảm thấy là rất là vui mừng nhỉ. Vâng ạ. Cảm giác như là không có diễn tả, không nói lên lời luôn đấy cô bác ạ. Ở đây thì nhà Quân đã bao giờ mà nuôi dê chưa? Em chưa. Chưa à? Vâng. Cái lần này là lần đầu tiên đúng không? Vâng. Đấy, nuôi dê thì hiện tại là dê mà mình làm giống ấy thì là rất là đắt, thì mong vâng. Sao là làm sao mà mình sau này phát triển được thêm thì mình làm một cái trang trại dê, làm giống dê. Vâng ạ. Còn chuồng trại thì mình tận dụng lại ở dưới sàn nhà để mình làm chuồng trại. Vâng. Đi lấy thêm tấm ván về để mà quay lại thì là nó cũng thành rồi. Vâng. Sống khá bất khả nào. Đấy, dê này thì cháu Lực cũng đi đến tận nơi để mà chọn. Đấy, chọn thì cũng cho người ta là ship về đến tận nhà luôn cô bác. Tại vì là dê này thì mình nhà lai đi đường xa nên thì sợ rằng là nó bị như thế nào đấy, mình không đảm bảo. Vâng. Đấy, sợ rằng là đến lúc mà mình về đến nhà thì nó tèo mất rồi. Vâng. Đấy, nhưng mà đến lúc mà mình bảo người ta lai về để đến tận nhà. Vâng. Thì nó sẽ được nó sẽ ok hơn. Đây, ngày mai thì bây giờ thì vẫn còn dư thêm 2 triệu nữa. Thì ngày mai mình tiếp tục đi xem cái con dê mà hồi nãy anh em mình đi xem ấy. Xem để mà lấy về. Nhưng mà không biết là dê dưới kia chú ấy bán bao nhiêu ấy. Nếu mà chú bán được tầm 2 triệu thì mình là mua được, nhưng còn hơn 2 triệu quá thì mình lại không mua được. Tại vì trước là em cũng là xuống dưới kia làm cùng chú thì xong là cháu lên em lên xem là chú ấy bảo là con đấy là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi là mới bán được à? Vâng. Hôm trước chú bảo là không có một chú ra hỏi nhưng mà 240 chú đấy không bán, chú đấy bảo là 200 rưỡi chú bán. 2 triệu rưỡi chứ không phải 250. Vâng. Đấy. Thế thì ngày mai mình đi xem đã. Còn về cái khoản mà nếu mà nó còn âm vào đấy thì để anh sẽ là tính sau đấy. Anh sẽ bù vào một chút thì khoảng sau này mà thời gian mà khi em mà phát triển lên thì có thể giả lại anh cũng được đấy. Nó không sao cả, anh cũng mong muốn là làm sao mà giúp đỡ các em khác hơn, tại vì các em đã có một cuộc sống mà rất là khổ rồi. Các em phải làm như thế nào, em phải làm như thế nào để mà em thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Đấy. Quân thì mặc dù là tuổi đời vẫn còn rất là nhỏ của bác, nhưng mà cái gì thì cũng đã trải qua rồi. Không có cái gì là em không có trải qua nữa. Đi làm thuê để mà kiếm được tiền về, hay là lấy củi để mới đổi gạo thì cũng đã làm đủ hết rồi. Đôi dép của Quân thì có vẻ như là khá là lâu nhỉ. Đôi dép này còn nhớ ai gửi cho không? Có à? Cái đôi dép này là bác Thảo Đố gửi, không phải là gửi từ Việt Nam sao đâu, mà gửi từ hẳn nước ngoài sang ấy. Nó phải đi đường máy bay này thì nó mới lên đến tận tay của em.
các bác cũng đi chọn lựa từng món đồ một để mà gửi cho. Dê thì nhìn thấy là ở bên kia có bác này, dê thì có vẻ như là rất là khỏe mạnh lên về đến nhà ấy. Nó mình về đến nhà thì nó cũng không có kiểu mà ủ rú không ăn được cỏ nhờ. Mà nó còn ngược lại, nó còn nhảy tung 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 tăng tăng nữa đấy chứ cô bác ạ. Nếu thì bây giờ phải biết chăm dê nhá, nhớ chưa nhớ ạ, bảo đi. Đấy, lại chạy đi chơi rồi, bắt đuổi bắt bớm đấy cô bác ạ. Kéo quân lên nào Hữu. kéo đi Hữu. Đấy, đi ra kia xem dê nào, nó ăn cỏ gì ấy đi. Đấy, đi cắt cỏ cho dê nào. Dê thì buổi sáng thì không nên là ra sớm quá nhá. Đấy, không nên là cho đi buộc sớm quá. Buộc sớm quá thì nó kiểu dê nó không kiểu xương ấy. Đấy, xương nó động lại trên cỏ ấy, thì nó cũng không muốn ăn mấy đâu. Đấy, hôm trước à, tôi thấy nhà chú kia cũng từng nuôi, bây giờ vẫn nuôi, nhưng mà nuôi sáng sớm đã lấy đi xuống thì xong rồi nó ăn cỏ xương ấy, đấy thì bị đau bụng, đấy nó bị đau bụng nó chết đi ấy. À, với lại là bị đau bụng nên là người ta không để ý ấy, không để ý để đi mua thuốc ấy. Nếu mà mình để ý đi mua thuốc về thì nó sẽ khỏi. Trong thời gian qua nếu mà không có các bác giúp đỡ thì không biết là cuộc sống của Quân thì hiện tại là nó sẽ như thế nào nữa cô bác ạ. Như Quân thì nếu mà các bác không giúp đỡ thì em cũng tự hiểu rằng là cái cuộc sống của em là nó không biết là trôi đi về đâu. Đấy, ở nhà thì vẫn còn là ông với bà lại bé Hiếu nữa, vẫn phải lo thêm rất là nhiều điều nữa. Ở đây thì hôm nọ em bảo là cái chỗ hôm nay của em là trồng lúa gì à, trồng cái giống ngô gì ấy nhỉ? Hôm trước là em hỏi bà thì bà không biết tên, bà chỉ biết là gói 190 à? Thế thì bác Chiêm có nói với anh ấy, bác Chiêm có nói với anh rằng là giống ngô ấy. Vâng ạ. Đấy, ngồi đây một lúc thôi thì thấy dê đã ra tít đầu bên kia rồi. Đấy, có lẽ thì bây giờ cũng khá là tối rồi, chắc là có khi là cũng phải lấy dê đi về thôi nhỉ. Đấy, ở đây thì cháu Lực sẽ cân đối làm sao mà để mua hết cái số tiền mà 6 triệu đồng đó để mua dê cho em Quân hết cô bác. Mua cặp dê này thì là cả đến tận nhà là mất là 4 triệu rồi. Bây giờ thì sẽ còn dư thêm 2 triệu nữa, thì tiết sẽ tiếp tục là đi xuống dưới bên kia để mà mua thêm 2 con nữa, à 1 con nữa về. Dê thì vào cái mùa này thì hầu như là ít ai bán Quân nhỉ. Tại vì là đến cái mùa mà người ta mà cần phân lân phân đạm ấy, thì người ta mới bán dê để mà lấy tiền đó đi mua phân lân phân đạm. Mặc xưa dân nữ mới cơ dân nầu. Không đi lấy buộc ở đâu đó, đi làm cái chỗ ngủ cho nó đó. Hả? Đấy, vừa rồi thì mấy anh em cưa xong được một chút rồi cô bác.
ấy, phải nói là rất là may khi mà được hai chị đồng người Thúy gửi cái máy này cho thì hai anh em mà cưa nó cũng rất là nhanh các bác ạ, không cần phải dùng đến máy điên cưa tay. Đây vừa rồi thì hết pin rồi cho nên là Quân vừa lấy đi em sạc một chút. Lần sau thì Quân là nhớ để ý là khi mà mình xài máy móc ấy thì là nên sạc pin nó đầy hơn một chút nhá. Vâng. Đấy bây giờ thì cưa thêm vài tấm nữa thì là sẽ cho dây là sẽ ở đây luôn cô bác ạ. Dây thì nó không ở dưới đất cho nên là phải dùng những cái tấm phản gỗ như này. Anh đi xem lợn nhà Quân một chút cô bác ạ. Nhà lợn Quân thì hôm nọ cũng là được cô bé được bà bé là bà ấy bà mua cho một con, bây giờ thì còn thêm một con nữa. Đấy, Quân nói là bây giờ là ăn khá là nhanh rồi. Chỗ đấy là làm gì Quân? Để thì lấy đi để ạ. Để à? Đó. Hôm nọ thì chuồng dê thì cũng đã làm một chút rồi các bác ạ, nhưng mà làm mà vẫn chưa có xong. Hôm nọ là đáng lẽ ra là sẽ làm mà để ở bên chuồng thế này, nhưng mà vừa rồi thì một chút thay đổi của bác. Ông ở bên này thì có vẻ như là nó sợ rằng là sau này có mùa mưa bão ấy, sợ rằng là trên này nó sạt xuống cho nên là không có dám để ở đây, thì phải vận chuyển dây sang bên kia. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là cũng có càng ngày càng sạt lên khá là nhiều đấy cô bác ạ. Đất này thì nó thuộc dạng là đất đỏ cho nên là nó không có cứng cáp một chút nào cả. Đấy, ngày mai thì mình tiếp tục đi thêm ra bên kia tia đốt con kia về Quân nhá. Đấy. Ông thì vừa rồi chạy nhà hàng xóm để mượn thêm một chút là máy cưa tay luôn rồi. Đây có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy. Ông thì đi một chút thôi cảm thấy là thấy người của ông rất là mệt nhọc các bác. Ông thì như kiểu là bị một cái căn bệnh là căn bệnh về như kiểu về phổi, cảm giác là nó không đường hô hấp ấy, nó không có được thở đều cho lắm. Mình nhìn thấy là ông thở rất là khó. Và một lần nữa thì xin thay mặt em Quân, ông bà gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đỗ. Chúc bác nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ phải nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thank you.